Vâng, tiếp tục với video ngày hôm nay các bác nhé. Đây là bộ dàn thứ hai, cũng là các bác khách băng chủ vừa rồi. Thì đây là cái bộ thứ hai để có một cái địa điểm khác với một cái cấu hình nó ít tiền hơn, nhỏ gọn hơn. Ở đây sẽ có audio kinh 600, một con vang LR Sun 3.1 và một bộ mic Beyer T8. Ở đây thì bác này sẽ kết hợp giữa một dòng loa, một đôi loa Milac bát 30 các bác nhé, sử dụng bát chép của Martin cánh én này. Đây, Milac 30 này. Và đây kết hợp với loa nằm Marang. Cái bộ ở trên phòng khách này sẽ sử dụng là RCF và loa nằm nội địa Patty House. Đây, cái bộ này dưới đây thì nó sẽ có giá trị nó thấp hơn. Và bọn em sẽ tiếp tục cài đặt với cái không gian nó tựa tựa như này. Vì cái không gian ở dưới kia nó gần như này, cho nên sẽ cài gần bằng như này các bác nhé. Đấy, đây là cái bộ dàn giá khá là vừa phải. Đây là những thiết bị như này giá rất là vừa phải các bác nhé, chưa đến 20 triệu đồng. Hi 1, 2 Hi 1, 2 1, 2 Hi 1, 2 Lần Hi 1, 2 Hi, hi 1, 2 2 Hi 1, 2 Hi 1, 1, 2 Hi, hi Hi, hi, hi 1, 2 Hi, hi, 1, 2, hi. Hi, hi, 1, 2 Lần, hi, 1, 2 Lần, hi một hai hi lần lần một hai ba lần hi một hai lần hi một hai lần lần một hai một hai Thank you.
lên 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 l